Rồi video mới trên đường Lê Văn Việt, quận 9 ha. Từ ngã tư Hữu Đức của Võ Văn Ngân chạy thẳng luôn. Chùa nằm trên đường Nguyễn Xiển, quận 9 ha. Khá xa so với mình. Cho nên đi phải đi sớm tranh thủ. Có cái bình cơm này nữa, như mỗi quận đều có một cái bình cơm như sao. Nhà sách Sa Ha Sa nè, Sa Ha Sa quận 9. Trưa người ta bán xong rồi,
lên ha. Giờ là buổi sáng, chợ sáng. Trứng về kìa, ồ quá được trứng. Ý không phải lò trứng chở đi giao. Trời, để thử dòng đó. Dòng qua đường lại hả? Bán quà Tết rồi. Nhỏ mà tới
Ủa thôi đừng làm Tân Phú, đừng tăng dân số chứ thôi đừng làm Tân Phú đâu. Đừng làm Tân Phú hả? Ở bên kia nó quấn lộn đó. Người thì lấy nó bảo hiểm đến đập. Dừng video này, mình qua video mới.